Lầu Năm Góc cho biết họ sẽ không triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tương tự để bảo vệ Ukraine như sẽ triển khai cho Israel, vì Mỹ đang phải đối mặt với vấn đề ngày càng lớn về cách cung cấp vũ khí cho cả hai cuộc xung đột đang leo thang. Washington là nhà tài trợ viện trợ quân sự lớn nhất thế giới cho Kiev kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Nhưng nước này phải đối mặt với cái giá ngày càng đắt khi cũng giúp đỡ Israel ở Trung Đông. Israel được cho là phải đối mặt với tình trạng thiếu tên lửa, đánh chặn và Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Hai rằng họ sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD để tăng cường khả năng phòng không chống lại Iran. Quốc gia đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào nước này vào ngày 1 tháng 10. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabri Nasai ngày 15 tháng 10 cho biết lý do khiến cho Mỹ không triển khai hệ thống THAAD tới nước láng giềng EU của Ukraine, chẳng hạn như Romania, để bảo vệ khỏi các cuộc tấn công của Nga là vì năng lực khác nhau, cuộc xung đột khác nhau, khu vực khác nhau. Cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách Trung Đông Dana Strauss cho biết rằng Washington không thể tiếp tục cung cấp cho Ukraine và Israel cùng tốc độ. Chúng ta đang đạt tới điểm giới hạn, tờ Financial Times đưa tin. Theo dự án chi phí xung đột của Viện Weston về các vấn đề cộng cộng quốc tế thuộc Đại học Rhodes tại Rhodes Island, sau cuộc tấn công của Hamas vào miền Nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, chi tiêu của Washington cho các hoạt động quân sự của Israel và Mỹ liên quan trong khu vực đã lên tới 22,6 tỷ đô la Mỹ. Đây là ước tính thận trọng bao gồm 17,9 tỷ đô la Mỹ mà chính phủ Mỹ đã phê duyệt để hỗ trợ an ninh cho các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza và những nơi khác kể từ ngày 7 tháng 10. Một con số được đánh giá là cao hơn đáng kể so với bất kỳ năm nào khác kể từ khi Mỹ bắt đầu viện trợ quân sự cho Israel vào năm 1959. Hải quân Mỹ đã mở rộng các hoạt động phòng thủ và tấn công chống lại phiến quân Houthi ở Yemen, những hành động thù địch của họ một phần liên quan đến cuộc xung đột của Israel ở Gaza. Hoạt động này đã khiến cho ngành thương mại hàng hải thiệt hại thêm 2,1 tỷ đô la Mỹ do phải chuyển hướng tàu thuyền và chi phí bảo hiểm cao. Trong khi đó, Hội đồng quan hệ đối ngoại cho biết kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Quốc hội đã thông qua 5 dự luật trị giá khoảng 175 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách và hỗ trợ nhân đạo cũng như vũ khí cho Kiev. Trong hơn 2 năm rưỡi xung đột, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nới lỏng các hạn chế về vũ khí mà bắt đầu họ lo sẽ làm leo thang xung đột. Hiện cung cấp hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội ATACMS, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao tầm xa HIMARS, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao và bật đèn xanh cho các quốc gia khác cung cấp máy bay F-16. Ứng cử viên phó tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris đã ám chỉ rằng hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Kiev sẽ được duy trì nếu bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11, trong khi đối thủ của Đảng Cộng hòa của bà là ông Donald Trump đã bày tỏ nghi ngờ về việc liệu khoản viện trợ này có tiếp tục hay không. Mặc dù còn tới hơn 2 tuần nữa mới tới ngày tổng tuyển cử, nhưng đã có gần 9 triệu cử tri đi bỏ phiếu sớm tại nhiều bang, bao gồm các bang chiến trường quan trọng ở Mỹ. Theo số liệu của Trường Đại học Florida, tính tới ngày 17 tháng 10, đã có hơn 8,8 triệu cử tri bỏ phiếu sớm ở Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Dữ liệu bầu cử cho thấy số lượng cử tri lựa chọn bỏ phiếu sớm đã gia tăng nhanh chóng và lần đầu tiên vượt qua con số người đi bầu cử trong ngày tổng tuyển cử năm 2020. Một số bang ở Mỹ cho phép cử tri bỏ phiếu trắng, vắng mặt, cách bỏ phiếu vào hòm tại một số địa điểm nhất định hoặc bầu cử trực tiếp tại văn phòng bầu cử trước ngày 5 tháng 11. Các bang khác và đặc khu Colombia sẽ có các điểm bỏ phiếu nơi cử tri sử dụng máy bầu cử để bỏ phiếu trong những tuần trước ngày tổng tuyển cử. Các chuyên gia về khoa học chính trị cho rằng việc bỏ phiếu sớm sẽ giúp giảm thời gian sắp xếp thời gian của ngày tổng tuyển cử và cho phép cử tri có thêm lựa chọn trong việc bỏ phiếu. Cho đến thời điểm hiện tại, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa bà Harris và ông Trump diễn ra khá cân bằng và đầy kịch tính. Trong các cuộc thăm dò mới nhất, đương kim phó tổng thống Kamala Harris vẫn đang dẫn trước đối thủ của mình, nhưng khoảng cách vẫn còn đang có xu hướng ngày càng thu hẹp lại. Kết quả thăm dò công bố hôm qua của Economist phối hợp với YouGov thực hiện, bà Harris tiếp tục dẫn trước với khoảng cách 4%, có 51% số người ủng hộ so với 47% số người ủng hộ ông Trump. Trong khi đó, khoảng 2% số cử tri đã đăng ký cho biết họ chưa quyết định bầu cho ai. Đối với nhóm cử tri độc lập, có 46% ủng hộ bà Harris, 42% ủng hộ ông Trump. Tuy nhiên, số người chưa qua quyết định lên đến 12%. Trong các cuộc thăm dò của Morning Consult, ABC IPSOS, CNN,
bà Harris tiếp tục dẫn trước với khoảng cách từ 2 đến 4%. Tuy nhiên, động lực chiến thắng của bà Harris dường như đang có tỷ lệ giảm sút, khi tỷ lệ người ủng hộ đang có xu hướng giảm dần so với các cuộc thăm dò trước đây. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump dường như đang dần ổn định và có các bước tiến đáng ghi nhận. Trong cuộc thăm dò của Fox News công bố hôm 16 tháng 10, ông Trump đã lấy lại được vị trí dẫn trước bà Harris sau khi để thua trong các cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 9. Ngoài ra, ông Trump cũng đón nhận các tín hiệu tích cực khi tỷ lệ ủng hộ đối với bà Harris đang có xu hướng giảm dần và ở mức thấp nhất so với các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Trước đây trong nhóm cử tri, ví dụ như người gốc Latin, vốn được xem là căn cứ vững chắc của đảng này. Dự kiến cuộc bầu cử sẽ được quyết định tại 7 bang chiến trường, thậm chí là hẹp hơn, chỉ khoảng 2-3 bang, có thể là Wisconsin, Pennsylvania. Các chuyên gia giới chính trị tại Mỹ cũng nhận định, cuộc bầu cử năm nay được xem là cạnh tranh nhất khi đa số dự báo cuộc chiến dịch tranh cử vẫn ở mức 50-50. Triều Tiên cho biết họ đã tìm thấy phần còn lại của một máy bay không người lái của Hàn Quốc trong một cuộc tìm kiếm tại thủ đô Bình Nhưỡng, tuyên bố rằng đây là bằng chứng quân đội Hàn Quốc đứng sau các vụ xâm nhập máy bay không người lái bị cáo buộc hồi đầu tháng. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đã công bố những bức ảnh cho thấy một chiếc máy bay không người lái dường như bị hư hỏng với đôi cánh rộng hình chữ V và cánh phụ. KCNA cho biết một cuộc điều tra chung của các cơ quan an ninh nhà nước và quân đội Triều Tiên đã kết luận rằng chiếc máy bay mà họ cho biết được tìm thấy vào ngày 13 tháng 10 là cùng loại máy bay không người lái đã xuất hiện trong một cuộc diễu hành quân sự của Hàn Quốc vào đầu tháng 10. Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đã điều khiển máy bay không người lái bay trên bầu trời đêm của Bình Nhưỡng 3 lần khác nhau trong tháng 10 để thả tờ rơi tuyên truyền chống Triều Tiên. Họ đã đe dọa đáp trả bằng vũ lực nếu những chuyến bay này xảy ra một lần nữa. Bộ Quốc phòng Triều Tiên cũng cho biết máy bay được cho là đã tìm thấy ở Bình Nhưỡng có khả năng là một trong những máy bay không người lái được sử dụng để thả tờ rơi, nhưng cần phải kiểm tra để xác minh điều đó. Họ nói rằng nếu Hàn Quốc phủ nhận việc máy bay sử dụng để giải truyền đơn, điều đó chỉ thừa nhận một vụ xâm nhập không phận riêng biệt của Triều Tiên do quân đội Hàn Quốc thực hiện. Nếu Triều Tiên xác nhận một vụ vi phạm lãnh thổ, không phận và vùng biển khác của mình do quân đội Hàn Quốc thực hiện, thì điều đó sẽ được coi là chiến tuyến và một cuộc tấn công trả đũa ngay lập tức sẽ được tiến hành. Quân đội Hàn Quốc đã không phản hồi ngay lập tức các báo cáo của Triều Tiên về vụ phát hiện máy bay không người lái bị cáo buộc. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ban đầu đã đưa ra lời phủ nhận mơ hồ sau cáo buộc của Triều Tiên vào ngày 11 tháng 10 rằng Hàn Quốc đã điều máy bay không người lái bay qua Bình Nhưỡng. Quân đội Hàn Quốc đã điều chỉnh phản ứng của mình vài giờ sau đó, nói rằng họ không thể xác nhận được liệu tuyên bố của Triều Tiên có đúng hay không. Triều Tiên đã chỉ đích danh quân đội Hàn Quốc là bên đã phóng máy bay không người lái vì kiểm tra kỹ thuật cho thấy các máy bay này cần có đường băng và các yếu tố quân sự hỗ trợ để hoạt động, không thể là sản phẩm của tư nhân. Triều Tiên cũng cáo buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm về việc leo thang căng thẳng này. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hiện đang ở mức tồi tệ nhất trong nhiều năm. Triều Tiên đã phá hủy đường sắt và đường bộ liên triều sau khi các cáo buộc máy bay không người lái vào hôm 17 tháng 10 gọi Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Kể từ tháng 5, Triều Tiên đã thả hàng nghìn quả bóng chứa giấy vụn, nhựa và các loại rác thải khác nhau xuống miền Nam. Quân đội Hàn Quốc đã phản ứng bằng cách sử dụng loa phóng thanh ở biên giới để phát sóng tuyên truyền và nhạc K-pop đến Triều Tiên. Nhà chức trách Nga hiện tại chưa đưa ra bình luận chính thức về video nghi binh sĩ Triều Tiên đang huấn luyện ở Nga, cũng như thông tin khả năng điều động binh sĩ Triều Tiên tham gia chiến sự. Đoạn video được cho là quay lại cảnh quân đội Triều Tiên đang huấn luyện ở Nga đã được tung lên mạng Internet. Đoạn video đã gây ra phản ứng mạnh mẽ sau khi truyền thông Ukraine trích dẫn thông tin từ cơ quan tình báo nước này cho biết các binh sĩ Triều Tiên đang được huấn luyện ở tỉnh Saratov. Nhà chức trách Nga hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về sự xuất hiện của những cảnh quay nêu trên, cũng như thông tin về khả năng điều động binh sĩ Triều Tiên tham gia chiến sự. Về phần mình, các đại diện của Triều Tiên cũng không đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về sự hiện diện của binh sĩ nước này trên lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ rõ, Bình Nhưỡng và Moscow gần đây đang tích cực tăng cường quan hệ song phương và không loại trừ khả năng hợp tác quân sự giữa hai nước có thể đạt tới tầm cao mới. Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap dẫn dữ liệu từ cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS cho biết rằng Triều Tiên sẽ gửi 12.000 binh sĩ tới Nga để hỗ trợ các hoạt động quân sự trong cuộc xung đột với Ukraine. Dữ liệu của NIS nêu rõ việc huy động các binh sĩ này đã bắt đầu và đội quân gồm 4 lữ đoàn.
Trước đó, ngày 17 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ theo thông tin của tình báo Ukraine, Nga có kế hoạch thu hút khoảng 10.000 quân nhân Triều Tiên tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Thông tin này làm gia tăng mối lo ngại giữa các đồng minh phương Tây của Ukraine khi hợp tác quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng được cho là một bước nữa hướng tới mục tiêu làm sâu sắc hơn liên minh giữa hai bên. Ngày 18 tháng 8, hãng KCNA đưa tin, Triều Tiên phản đối cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Triều Tiên đã nâng cấp đáng kể mối quan hệ với Nga trong năm qua. Theo Reuters ngày 18 tháng 8, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, Triều Tiên đã lên án cuộc tấn công Ukraine vào lãnh thổ Nga. Bình Nhưỡng đồng thời cũng đã cáo buộc Washington và phương Tây hậu thuẫn cho hành động này của Kiev, đồng thời tuyên bố sẽ luôn sát cánh cùng Moscow trong mọi nỗ lực bảo vệ chủ quyền. Triều Tiên đã cáo buộc Mỹ đã chuyển vũ khí sát thương khủng khiếp cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ, chúng tôi lên án mạnh mẽ các vụ tấn công vũ trang vào lãnh thổ Nga dưới sự kiểm soát và hỗ trợ của Mỹ và phương Tây. Triều Tiên đã nâng cấp đáng kể mối quan hệ với Nga trong năm qua thông qua hai cuộc gặp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo với cam kết chặt chẽ hơn trong mọi lĩnh vực.